Các bước để đăng tệp lên Google Drive và chia sẻ. Bước 1. Click chuột phải vào vùng trống trong giao diện Google Drive. Bước 2. Click vào tải tệp lên. Bước 3. Double click vào tệp mình muốn tải lên. Bước 4. Click chuột phải vào tệp đã tải lên và chọn nhận đường liên kết. Bước 5. Thay đổi quyền truy cập vào file vừa tải lên. Mình để ở đây là bất kỳ ai có đường liên kết. Bước 6. Click vào ô sao chép đường liên kết. Và xong. Chúc các bạn thành công!